Trong video trước, chúng ta đã đề cập đến 3 vấn đề mà chúng ta cần thường xuyên, liên tục thực hành trong cuộc sống đời thường để có thể giúp cho bản thân mình nâng tần số dao động lên, nhìn nhận mọi thứ rộng mở hơn và có thể thực sự thư giãn, thả lỏng tâm trí và thân thể để mà có thể có những cái trải nghiệm rộng mở hơn giữa cuộc đời này. Và thay vì lúc nào cũng gồng lên, lúc nào cũng căng thẳng, đối phó và chiến đấu với cuộc sống này, thì một trong ba cái yếu tố mà chúng ta cần song song thực hành trong đời sống đó là thanh lọc thân thể. Việc thanh lọc thân thể này thì có thể nghe hơi xa lạ với những người tu tập, những người theo đạo hay là những người mà đang tìm kiếm tỉnh thức tâm linh. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng thanh lọc thân thể có lẽ chẳng liên quan gì đến việc là nâng cao nhận thức hay là nâng cao tần số hay là để mà tu tập hiệu quả hơn, gắn đạo với đời, vân vân. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng trải nghiệm của mỗi cá thể trong kiếp người này, khi chúng ta còn đang phải trải nghiệm tất cả mọi thứ trong cái hiện thực mà chúng ta gọi là hiện thực này, chúng ta đều trải nghiệm thông qua một cái thân thể này, thông qua 5 giác quan vật lý và một cái giác quan thứ 6, đó là cái suy nghĩ, cảm xúc của chúng ta. Tất nhiên là còn có một cái mảng nữa, đó là nhận thức thuần túy hay là cái biết, cái ý thức mà không thông qua những cái giác quan, không thông qua cái suy nghĩ này, chúng ta vẫn có ý thức. Tuy nhiên, đa phần tất cả những người đang sống trong thế giới hiện đại đều chưa sống trong cái trạng thái tỉnh thức ở mức độ không còn cảm nhận gì về 5 giác quan thân thể và những cái suy nghĩ cảm xúc trong tâm trí mình kéo mình đi. Và khi mà chúng ta còn đang sống, còn đang đi tìm kiếm một cái sự bình an tỉnh thức hơn giữa cuộc đời này, có nghĩa là chúng ta đang ở trên con đường, trên hành trình mà thôi. Và như vậy thì cái thân thể này, nó là một trong 3 yếu tố vô cùng quan trọng của cái bản thể, của cái thứ mà mình đang thông qua nó để trải nghiệm cuộc đời này, trải nghiệm thế giới này và tương tác với những gì mà mình có duyên tiếp cận và mình đang gặp gỡ trong cuộc đời này. Thân thể là một trong 3 yếu tố của thân trí tâm. Và vì thế chúng ta không thể bỏ qua nó nếu chúng ta chỉ có tập trung hoàn toàn vào việc thanh lọc tâm trí và việc thiền và việc tu tập vân vân. Nhưng cái thân thể này nó vẫn là một phần gắn với trải nghiệm của kiếp người và nó có thể kéo chúng ta xuống nếu như nó căng thẳng, mệt mỏi, đau nhức, quằn quại, ốm đau vân vân, hay là nó cái tần số của nó quá nặng, quá chặt, quá đặc. Và vì thế khi mà chúng ta nói đến việc rằng chúng ta đang bị gồng lên quá nhiều trong cuộc sống, chúng ta đang bị mệt mỏi, căng thẳng và lúc nào cũng căng như dây đàn, thì một trong số những việc giúp cho chúng ta có thể thả lỏng, xoa dịu cái sự căng thẳng này, đó là giúp cho cái thân thể này nhẹ nhõm hơn, thanh lọc hơn, sáng tỏ hơn, để nó đồng bộ hóa với cái điều chúng ta đang tìm kiếm, đồng bộ hóa với một cái mức năng lượng và một cái mức tần số cao hơn, sự nhận thức rộng mở hơn, hay là những điều mà chúng ta muốn được thông tỏ, thì cái tần số của cơ thể này cũng cần phải đồng bộ với cái sự thông tỏ của nhận thức và tâm trí đó. Và vì vậy, khi mà chúng ta nhận biết được mình đang ở trong một cái trạng thái khá là căng thẳng về tinh thần và lúc nào cũng gồng lên với cuộc đời, lúc nào cũng cố để đuổi theo những thứ chúng ta nghĩ là cần và lúc nào cũng áp đặt lên mình những thứ mà phải làm được, phải đạt được, phải trở thành, rồi gồng mình lên để kiểm soát và kỳ vọng những người xung quanh mình và thế giới xung quanh mình phải diễn ra theo một cách mà mình tin là đúng, nó rất là mệt mỏi, căng thẳng. Và tại sao chúng ta gọi là dạo này mình stress quá, căng thẳng quá? Nó không chỉ ở trong suy nghĩ mà nó có cả ở trong thân thể của mình nữa. Nên là việc đầu tiên chúng ta có thể cân nhắc và nên thực hiện để mà giúp đồng bộ hóa cái việc tu tập của mình, cái việc thiền của mình, cái việc nhận thức của mình được rộng mở hơn, đó là nâng cái tần số của bản thể, của thân thể này cao lên một chút, bớt nặng, bớt chặt, bớt đặc đi. Và bằng cách nào? Thì thực ra không phải tự nhiên mà các vị thầy tu, những sư thầy hay những người tu học rất là lâu, họ thường là ăn chay. Có một phần lý do lớn ở trong đó, đó là lòng từ bi. Khi mà chúng ta thực sự sống với chánh niệm, sống với giây phút hiện tại và chúng ta quán chiếu được những gì chúng ta đang tiếp cận, đang tiếp xúc với, đang đưa vào cơ thể mình, mình cảm nhận được nó như thế nào, cảm nhận được nỗi đau, cảm nhận được sự căng thẳng,
vật vã quằn quại của những con động vật, thì cái lòng từ bi khởi lên khiến cho mình cảm thấy mình không muốn tạo ra những cái nỗi đau đó hay duy trì những cái nỗi đau đó cho các loại sinh vật khác. Thì đó là một phần của lý do tại sao người ta ăn chay. Thì tuy nhiên là có thể ngày xưa thì trong những cái lý thuyết chân lý cổ đại không có nói đến nhiều về thanh lọc thân thể. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào chặng đường của các bậc giác ngộ như là Chúa Giê-xu hoặc là Muhammad hay là Đức Phật, thì không phải ngẫu nhiên mà có một cái sự trùng hợp rất là vô tình ở đây. Đó là tất cả những bậc giác ngộ này có một thời gian trải qua một cái đợt thanh lọc rất dài mà người ta gọi là fasting hay là nhịn ăn. Thì đối với Đức Phật chẳng hạn, Ngài dành đến 6 năm tu khổ hạnh. Thì tất nhiên là cuối cùng thì Ngài cũng nhận ra rằng là tu khổ hạnh hay là gọi là gì nhỉ? Làm cái thân thể này nó quá là quằn quại, đau khổ, vật vã để mà tìm giác ngộ thì nó cũng không phải là con đường. Và sau này Ngài dạy con đường middle path, hay là nó phải cân bằng, nó không quá nghiêng về một cái mức cao trào nào cả. Nhưng thực ra thì nếu như chúng ta cắt bỏ cái 6 năm đó và cắt bỏ cái thời gian mà Ngài ở trong hang núi để mà chỉ ở trong cái trạng thái thiền, rồi sau đó mới nhận ra là phải ngồi thiền, phải có một chút đồ ăn để giúp cho thân thể này khỏe mạnh thì mới có sức mà ngồi thiền. Và sau đó, sau khi đến giác ngộ, Ngài nhịn ăn fasting 7 tuần. Thì nếu như không có những cái chi tiết này, những cái mảnh ghép này trên chặng đường của Ngài, câu hỏi đặt ra là Ngài có thực sự có thể đạt đến những gì Ngài đạt đến hay không? Thực ra không ai trả lời được câu hỏi này. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn vào cái sự hoàn hảo, sự vận hành rất đồng bộ của vũ trụ này, thì tất cả những mảnh ghép trong lịch sử làm nên hiện tại, và không có một mảnh ghép nào là thừa, là sai lệch cả. Và vì vậy thì với góc độ của cá nhân mình nhận thấy rằng là cái chặng đường mà Đức Phật đi qua khi mà tu khổ hạnh, khi mà thanh lọc, khi mà fasting nhịn ăn, nó đều là những mảnh ghép cần thiết trên chặng đường Ngài đi qua. Và tất cả những mảnh ghép dù nhỏ bé nhất trong lịch sử tạo nên thời điểm hiện tại, tạo nên những gì mà chúng ta trải nghiệm được, đạt được. Và vì thế, có một cái điểm chung giữa tất cả những cái bậc giác ngộ này, đó là họ đều trải qua một cái quá trình thanh lọc rất dài. Và thường thì chúng ta nghe nói đến là 40 ngày hay 49 ngày. Tất nhiên là có những cái lời dạy cổ điển trước khi những người đó đạt giác ngộ và họ làm theo. Thế câu hỏi đặt ra đó là nếu không có những thứ đó, lịch sử có khác đi hay không? Không ai trả lời được. Nhưng nếu như mà không có những thứ đó thì có thể lịch sử nó đã rất khác rồi. Có thể Ngài đạt giác ngộ sớm hơn, muộn hơn, có thể không, ai mà biết được. Nhưng mà có một cái điều kỳ diệu, đó là chúng ta ngồi đây tại thời điểm hiện tại này, hàng ngàn năm sau, và chúng ta nhìn lại sử sách, tất cả đều có những cái mảnh ghép nho nhỏ bé bé này ở trong đó. Đó là những cái quá trình mà những bậc giác ngộ trải qua thời gian thanh lọc thân thể. Và tất nhiên là cái chuyện thanh lọc thân thể đó không đem đến giác ngộ hoàn toàn ngay lập tức. Không thể nào ngồi đến 6 tuần, 6 tháng chỉ có thiền thôi là sẽ được giác ngộ và không có chăm sóc cái thân thể này. Thế nhưng mà nó có một phần nào đó có tác dụng giúp nâng cái tần số của bản thể này lên, giúp cho cái sự bám chấp vào đồ ăn, vào thức uống, vào những gì thoải mái, sung sướng giảm bớt đi. Có thể là cái thời gian đó rất là quằn quại, khó chịu nên là Ngài không đạt được giác ngộ. Nhưng mà bám chấp thì giảm, chắc chắn là bám chấp đã giảm. Và thực ra thì cái nỗi đau mà chúng ta trải nghiệm trong đời sống này, nó xuất phát rất nhiều từ tham hay là từ sân si. Và tham này có nghĩa là bám chấp vào những gì sung sướng cho cái thân thể này, cho cái tôi cá nhân này, những gì nó giúp mình củng cố hình ảnh bản thân, ghi nhận mình. Thế mà khi mà chúng ta trải qua một thời kỳ thanh lọc, hay là những bậc giác ngộ trải qua thời kỳ thanh lọc đó, điều đầu tiên chúng ta phải ghi nhận rằng họ bớt bám chấp, họ không còn mải mê bám víu lấy những cái gì sung sướng, không còn mải mê và mong cầu là thức ăn phải như thế này, hôm nay mình phải ăn pizza, hôm nay mình phải ăn gà rán mà phải là KFC với ngon, rồi hôm nay mình nghĩ xem mình nấu cái đồ ăn gì nhỉ, trời, món gì mình cũng chán rồi, bây giờ phải ra nhà hàng. Các ngài không bị bám chấp vào những thứ này. Và thực ra thì đây là một thứ chúng ta cần phải học.
Tuy nhiên chúng ta không nghĩ rằng là mình phải tu khổ hạnh để mình đạt đến giác ngộ, nó không phải là như thế. Nhưng mà cái việc mà chúng ta thanh lọc được cái thói quen ăn uống và chăm sóc cái cơ thể này, nó là một phần trên con đường từ bỏ những bám chấp, hay là giảm bớt những cái bám chấp mà chặt nhất trong cái thế giới vật chất này. Và nó cũng là một phần tu tâm. Bởi vì tâm của chúng ta bám chấp, luôn luôn bám chấp vào những vật thể, bám chấp vào những đối tượng xung quanh mình, và bám chấp vào việc xây dựng, tôn tạo cái hình ảnh cá nhân của mình, hay những gì mà nó giúp cho mình cảm thấy được sung sướng, được thoải mái, dễ chịu. Việc thanh lọc thân thể là một phần tất yếu của việc tu tâm. Và việc từ bỏ những thức ăn ban đầu, đó là thịt hay sản phẩm của động vật, đó là một trong những cái yếu tố đầu tiên trên con đường tu tập. Đa phần những vị thầy, những người đi theo con đường tâm linh đều từ bỏ những cái sản phẩm từ thịt, từ động vật. Một phần là bởi vì cái khởi lên tình thương với động vật, và một phần là bởi vì những tần số dao động đó rất thấp, rất nặng, và nó làm cho cái thân thể này bị nặng hơn, bị đặc hơn, và bị mang những cái cảm xúc nỗi sợ, những cái rối ren lo âu của chính những cảm xúc của động vật mà chúng ta ăn vào người đó. Cho nên là cái nấc đầu tiên trong cái việc thanh lọc thân thể này, đó là chuyển sang một chế độ ăn chay. Đây không phải là một cái quy định và một cái điều bắt buộc, đó là bạn phải như vậy đi, mà đây là một cái quan sát. Quan sát từ những vị thầy trong lịch sử, quan sát từ những vị minh sư đang hiện hữu trong thế giới này, quan sát từ chính những cái chặng đường của những người đã và đang đi trên con đường tỉnh thức, và quan sát chính bản thân mình. Và bạn có thể quan sát chính bản thân bạn khi mà bạn từ bỏ những cái đồ ăn làm từ động vật, sản phẩm từ động vật. Cái tâm trí của mình nó cũng sẽ bắt đầu thanh tịnh hơn, trong trẻo hơn một chút. Và cái cảm xúc của mình nó sẽ bớt cao trào như thế này. Nó sẽ không quá tức bực, không quá buồn rầu, không quá quằn quại, không quá tham lam. Cái dao động sóng, cái biên độ sóng nó giảm bớt đi, nó bình tâm bớt đi. Và vì thế, nếu để ý thật kỹ, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng tại sao những người ăn chay họ thường là hiền hòa hơn, và những vị sư, vị Phật họ rất là hiền hòa, rất là bình tâm. Một phần lớn là do cái chế độ ăn nữa. Tất nhiên là có những cái thứ mà giúp cho họ thông tỏ hơn về tâm trí. Mọi thứ nó là một cái sự vận hành đồng bộ thôi. Nhưng có những người không tu, không theo đạo Phật, nhưng người ta ăn chay. Những người Tây chẳng hạn, người ta ăn chay, người ta rất hiền hòa, rất là hiểu biết. Hiểu biết ở đây không có nghĩa là về kiến thức giỏi giang gì cả, mà là hiểu biết trong cái việc đó là thấu hiểu người khác, thấu hiểu cái việc tương tác giữa người với người như thế nào để có một cái mối quan hệ bình an, chân thành, cởi mở. Thì việc đầu tiên mà chúng ta nên cân nhắc, nếu chúng ta đang ở một cái chế độ ăn rất nhiều thịt, rất nhiều sản phẩm từ động vật, và chúng ta lại đang cố gắng để tu tập, cố gắng để có thể mở mang những cái nhận thức về tâm linh, thì chúng ta hãy thử thay đổi cái chế độ của mình từ một chế độ bình thường có rất là nhiều thịt cá trứng sữa vân vân sang một chế độ chay không có sản phẩm từ động vật. Thì riêng cái việc thay đổi này sau một thời gian đủ dài, có thể chỉ 1-2 tuần thôi, nếu những người mà quan sát bản thân mình thật kỹ cũng đã nhìn thấy những cái thay đổi rồi, hoặc cũng có thể mất vài tháng tùy từng người, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhận thấy cái sự thay đổi ở trong cảm nhận của mình. Mọi thứ bắt đầu nhẹ hơn, bình an hơn, và bớt đi những cái cao trào. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ cảm thấy cái tâm trí của mình lắng lại, cái việc thiền nó dễ dàng hơn một chút. Tuy nhiên là đây chưa phải là cái bước dừng lại. Thực ra nếu chúng ta đọc kỹ nữa về những cái sử sách, thì thực ra Đức Phật thì ăn cực kỳ ít, chủ yếu là những người chăm sóc ngài đưa cho ngài ăn thì bởi vì lo lắng thôi, hoặc là có thể ăn chỉ có một bữa một ngày, hay những cái vị thầy như Ramana Maharshi, hay là Ananda Mayama, hay là Parahansa Yogananda, thì những người này họ ăn rất là ít. Thực ra họ chả ăn mấy đâu, mà thực ra ăn là để cho họ kéo mình grounding, bám lại với cái thế giới này một chút, chứ không là họ ở trong một cái trạng thái rất là gọi là gì, feel thì cũng không phải là feel, nhưng có nghĩa là không có còn bám lấy những cái gì ở vật chất này, bao gồm kể cả cái thân thể này luôn. Thì cái việc người ta ăn uống một chút
những cái đồ ăn chất rắn, đó là ví dụ đồ chay là cần thiết đối với những người đó. Thế còn đối với những người mà đang tìm kiếm sự tỉnh thức về tâm linh thì chúng ta bị bám chấp vào đồ ăn rất là nhiều, ăn chay vài hôm có khi rất là thèm. Thì có những người thì ăn chay rất lâu rồi nhưng vẫn cảm thấy như là mình vẫn bị mắc kẹt trong rất nhiều những cái cảm xúc buồn bã, bế tắc, bí bức, hoặc là cảm thấy mình cứ nặng nề, ì lầy, cảm thấy mình không có động lực để mà làm một điều gì đó, hoặc là cảm thấy thiền nhưng mà đầu óc nó cứ u u, hoặc mình rất là hay buồn ngủ hay trì trệ. Thì bởi vì những cái thức ăn là đồ chay nó vẫn mang những tần số rất là đặc và nó vẫn còn rất là nhiều cái giữ mình trong cái thân thể vật chất này. Không có nghĩa là chúng ta không ăn gì cả chúng ta sẽ được giải thoát, nhưng mà bởi vì chúng ta đã nạp vào người những cái đồ ăn mang cái tần số thấp và nặng những 2, 30, 40, 50, 70 năm rồi, cho nên là cái thân thể của chúng ta mang những tần số đặc và thấp đó rất dày đặc. Khi mà chúng ta dù đã ở một chế độ ăn chay và chúng ta vẫn cảm thấy có những cái sự trì trệ nặng nề ở trong cảm xúc hoặc thân thể, cảm thấy có những cái lúc mà chúng ta vẫn có thể bùng phát được những cái cảm xúc mà không mong muốn, hoặc là có những cái bệnh tật, những cái tắc nghẽn ở trong thân thể này, thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta nên thanh lọc tiếp ở một tầng cho nó nhẹ bớt đi nữa. Đó là bớt đi cả những đồ ăn chay. Không có nghĩa là không ăn gì, mà là chuyển sang một cái chế độ thanh lọc hơn nữa. Đó là chủ yếu chỉ có trái cây và rau xanh, rau củ tươi. Thì những cái phương pháp mà chủ yếu là sống với thực vật nhưng mà là chủ yếu là trái cây và rau tươi này thì được áp dụng rất là nhiều trong cái thế giới hiện đại này để giúp cho một số người chữa bệnh về thân và tâm. Ví dụ như là những cái bệnh mà liên quan đến ví dụ như là tuyến giáp rồi u rồi vân vân, các bệnh tương đối thậm chí là nan y, và những bệnh về tâm như là trầm cảm, ám ảnh rồi tự kỷ rồi vân vân. Thì khi mà chúng ta đang hướng đến một cái mục tiêu chủ yếu là để dành cho tu tập và mở rộng nhận thức về tâm linh thì chúng ta cũng hãy nhìn xem cái chế độ ăn của mình, những gì mình nạp vào thân thể nó mang tần số như thế nào. Thì các bạn có thể tham khảo cái đơn vị đo là Angstrom, là mức đo năng lượng sống của các loại sinh vật sống. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng là cái năng lượng sống đo được từ những cái trái cây tươi, những cái rau tươi nó rất là cao, ở mức 8.000 đến 12.000 angstrom, mà cơ thể người bình thường là khoảng 6.500 angstrom. Và những cái đồ nấu chín rồi nó chỉ có từ tầm 4.500 trở xuống, và đặc biệt là thịt nấu chín nó chỉ khoảng 0 đến 1.000. Thế nên là cái tần số năng lượng của nó rất là thấp, và nó làm cho cái cơ thể của chúng ta và tâm trí của chúng ta, tất cả mọi thứ là dao động sóng, nó bị đặc, nó bị chậm, nó bị thấp xuống. Nên là cái cảm xúc chúng ta cảm thấy nó nặng nề, căng thẳng, mệt mỏi. Đó. Thì khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu về thanh lọc thân thể, chúng ta có thể tìm đến những phương pháp fasting, nhịn ăn. Nhịn ăn này có nhiều cấp độ, có thể là nhịn ăn với trái cây, nước ép trái cây. Thực ra cái đấy không phải là nhịn hoàn toàn mà chỉ là thay đổi cái chế độ thông thường sang một cái chế độ thanh lọc hơn mà thôi. Thế còn nhịn ăn thực sự thì sẽ là không có ăn gì cả mà chỉ có uống, hoặc không có ăn uống gì hết trong một cái thời gian ngắn nhất định, tùy theo cái khả năng, cái sức chịu đựng của cơ thể và tùy theo cái việc là mình đã bắt đầu ở trong cái giai đoạn nào để chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp. Và trong video này mình không đi sâu vào tất cả những cái chi tiết hướng dẫn rằng là thanh lọc như thế này làm như thế nào, mà đây là những cái hướng dẫn, chỉ dẫn, đó là chúng ta cần thanh lọc thân thể, chúng ta cần chuyển cái chế độ ăn của mình nên lên một cái chế độ ăn có cái tần số dao động nhẹ hơn, thanh lọc hơn. Và nếu cái tần ở cái tần số đó mình vẫn thấy nặng nề, mình vẫn thấy căng như dây đàn, có nghĩa là mình cần chuyển lên tiếp nữa. Và chúng ta cũng sẽ thấy được rằng nó cũng không phải là chỉ một phần duy nhất ở cái phần chế độ ăn uống này, mà nó sẽ phải đồng bộ với những cái tu tập và những cái nhận thức về tâm linh, rồi những cái hiểu biết về bản ngã, về chính những cái lập trình tâm trí của mình nữa. Thế tuy nhiên là nó là một phần không thể thiếu mà là tất yếu.
đến một lúc nào đó những cái thông tin sẽ đến, những cái bối cảnh nó sẽ đến để đưa chúng ta vào cái con đường chúng ta cần phải đi. Đó là có thể là vì chúng ta có những cái bệnh về tâm hoặc những cái quá căng thẳng mâu thuẫn, thiền mãi không được, chúng ta phải thanh lọc thân để đồng bộ giúp nâng cái tần số này lên. Hoặc là chúng ta cũng có thể tự nhiên bị một cái căn bệnh về tâm, về thân, nên chúng ta bắt buộc phải thanh lọc thân của mình, và tự nhiên nhận thức của chúng ta rộng mở hơn và chúng ta thay đổi toàn bộ lối sống của mình theo một cái lối sống holistic. Thì thay đổi chế độ ăn để thay đổi tần số sóng của thân thể, và dành thời gian để cái thân thể này được ở giữa thiên nhiên nhiều hơn, chạm vào thiên nhiên, sống giữa thiên nhiên, kết nối với những cái tần số của thiên nhiên, đó là những cái âm thanh, những cái màu sắc, những cái không khí trong lành. Tất cả những thứ này nó sẽ giúp thân thể của chúng ta được xoa dịu, được nâng lên một cái tần số cao hơn một chút. Và những gì mà chúng ta tiếp nhận vào cả năm giác quan, nó đều là những thứ chúng ta nạp vào thân thể này. Nó không chỉ là thứ đồ ăn đâu, mà những thứ chúng ta nghe, nhìn, rồi chạm vào, đặt xoa lên làn da, tất cả mọi thứ nó đều là thức ăn cho thân thể và tâm trí. Cho nên là hãy sáng suốt trong việc lựa chọn những gì chúng ta đưa vào cơ thể và tâm trí của mình, để mà lựa chọn những gì phù hợp với mục tiêu của mỗi người. Mục tiêu có thể là chữa bệnh, thì chúng ta sẽ chỉ đơn giản là chọn những cái đồ ăn nó mang cái tần số cao, năng lượng sống cao để nó kéo chúng ta lên, và có những cái thời gian nhịn ăn để đào thải những tắc nghẽn cũ. Còn nếu mục tiêu là mở rộng nhận thức nữa, thì chúng ta lại còn phải chú ý nhiều nữa, chú ý nhiều hơn cả đến những gì chúng ta nghe, nhìn, đọc, nạp vào cái tâm trí của mình nữa. Đó. Thì cái quá trình mà thanh lọc thân tâm này, nó là một cái quá trình song song đồng thời. Thanh lọc thân có thể dẫn đến thanh lọc tâm, và thanh lọc tâm sẽ dẫn đến cả thanh lọc thân nữa. Mà hai cái thứ này là hai thứ không thể tách rời nhau, và nó sẽ là cái hành trình mà gần như ai cũng sẽ đi qua, ai cũng sẽ đi theo cái hướng cùng là thanh lọc thân tâm đó. Và nhìn lại cái con đường của Đức Phật cũng vậy, Ngài đi qua những cái quá trình thanh lọc thân và thanh lọc tâm, và đến những cái thời điểm mà Ngài lĩnh hội được nhiều cái và rút ra được cái con đường để đến với giải thoát, con đường của gọi là gì, The Noble Eightfold Path, bát chánh đạo, trong tiếng Việt là bát chánh đạo. Không phải là một cái con đường mà đi qua 8 cái giai đoạn đâu, mà là 8 thứ cần phải rèn luyện trong cùng một lúc đồng thời, qua từng chặng đường mà chúng ta đi qua. Thế và chúng ta là những người đi theo, học hỏi từ những vị thầy trong lịch sử. Và vì vậy chúng ta cũng đừng bỏ qua những cái chi tiết rất nhỏ, những mảnh ghép trong lịch sử đã tạo nên cái hành trình của những bậc thầy đó. Và chúng ta có thể nghĩ rằng là thanh lọc thân, tức là tự nhiên bây giờ phải bỏ đi những cái đồ ăn mình rất là thích, rồi có khi lại còn phải nhịn ăn, rồi lại còn chỉ có uống nước ép thôi. Như vậy có phải là hành xác không? Như vậy là tu khổ hạnh. Như vậy thì là không phải là lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là phải là middle path, là phải trung hòa, không quá là cao trào về một phía nào cả. Khi mà chúng ta hãy nhìn nhận xem chúng ta có phải đang tu khổ hạnh hay không. Chúng ta vẫn có điện đóm, chúng ta vẫn có một cái nơi để nghỉ ngơi, chúng ta vẫn có đầy đủ nước ép để uống, chúng ta vẫn có internet để lướt hàng ngày, chúng ta vẫn có sách để đọc, chúng ta không bị đói khổ gì cả. Mà đấy là lựa chọn để thanh lọc trong một thời gian nhất định. Chúng ta đâu có hành xác đâu, mà chúng ta đang bị bám chấp một cái ý niệm, đó là phải ăn cái đồ ăn này mới là tốt, mới là ngon, mới là sung sướng, mới là thích. Cái sở thích của mình nó là như thế, và mình nghĩ rằng bây giờ mà không ăn cái đấy thì quá là khổ, khác nào hành xác. Đây mới là cái thứ mà gọi là cao trào hay là cực đoan. Chứ còn mình đưa ra một cái kế hoạch rằng là trong 2 tuần này mình sẽ thanh lọc, mình chỉ uống nước ép thôi, ví dụ như vậy. Và đâu phải hành xác đâu, mình vẫn tắm, mình vẫn chăm sóc cái thân thể này, mình vẫn có những cái giấc ngủ ngon. Mình không phải là đi ra ngoài trời mưa mà đứng cả đêm. Mình đâu có phải là tắm nước đá rồi là ngồi thiền như vậy trong vòng mười mấy tiếng để mà giải thoát. Không phải là như thế. Mà là mục tiêu thanh lọc, nhưng mình vẫn có những cái sự chăm sóc đồng bộ. Và thực ra bản thân những người hiện đại này đâu có phải là tu khổ hạnh đâu. Đấy không phải là cực đoan.
mà là bởi vì mình quá bám chấp vào một thứ và mình nghĩ cái thứ kia là cực đoan mà thôi. Thế nên là chúng ta hãy lắng nghe những cái thông tin này. Và nếu như có những cái sự phản bác thì có thể những thông tin này không đúng với bạn, cũng có thể là bản ngã của bạn đang bám chấp vào một thứ cực đoan và nghĩ rằng những thông tin khác là cực đoan. Thế nên là chúng ta hãy tỉnh táo để lựa chọn. Và hãy nhớ rằng thanh lọc thân thể là một phần tất yếu của quá trình thanh lọc thân tâm trên con đường mà chúng ta đang tìm kiếm an yên và tỉnh thức cho chính mình.